Rất nhiều video trên kênh đã bị chặn, các bạn ghé qua kênh TikTok Phim 10 Phút để theo dõi nhiều video khác nhé. Tiếp tục đến với nội dung bộ phim Thế Giới Hoàn Mỹ. Thạch Hạo đã giao thủ với một tên thiếu niên thiên tài thượng giới gọi là Đế Sùng. Hắn là hậu duệ của tiên nhân, thiên phú tuyệt luân, chính là truyền nhân của tiên điện hiện nay. Đừng nói là thiên kiêu cùng thế hệ, ngay cả cường giả thần hòa bình thường cũng không địch lại. Mà Thạch Hạo vừa mới tiến vào tôn giả lại có thể tranh phong với hắn. Chỉ cần qua một thời gian nữa, Nguyệt Thiên nghĩ rằng cậu thực sự có thể ngạo thị thượng giới. Thạch Hạo cũng cảm thấy đối thủ lần này là cường giả thực sự. Biết rõ mình định so đấu nhục thần, lại vẫn bằng lòng phụng bồi. Nhưng cậu vẫn không tin nhục thể của hắn sẽ mạnh hơn nhục thể của mình. Thạch Hạo tiếp tục xông lên đánh cận chiến, sau vài chiêu không làm gì được, Đế Sùng bắt đầu tung ra bảo thuật, ngừng tụ ra một đòn công kích, giống như trường thương đánh về phía nam chính. Cậu lấy ra lò luyện đan, sử dụng nước trong lò luyện đan ngăn cản và tấn công ngược lại. Đáng tiếc là bên trên người hắn lại có một bộ giáp trụ thần bí không kém hơn thiên thần thánh y của Nguyệt Thiền. Như vậy, muốn đánh bại kẻ này càng thêm khó khăn hơn. Sau một chiêu vừa rồi, một sợi tóc trên đầu hắn ta đã bị rơi xuống. Điều này làm cho Đế Sùng phẫn nộ, phóng ra trường kích tấn công. Thạch Hạo ngăn cản, sau đó chủ động xông lên đánh cận chiến. Sau vài trăm chiêu giao thủ vẫn không phân thắng bại. Thạch Trung Thiên định xông tới trợ giúp, nhưng Thạch Hạo đã ngăn cản. Tên kia vẫn tự tin cho rằng Thạch Hạo không phải đối thủ của mình. Vậy nhưng vừa mới dứt lời thì trên tay đã nhỏ ra ít máu. Thế là hắn ta lại càng thêm phẫn nộ. Hắn tuyệt đối không để cho máu mình chảy xuống uổng phí. Hôm nay phải thu tiểu tử này vào Chấn Ma Điện. Hắn triệu hồi ra một tòa tháp thu hút cậu vào bên trong. Thạch Hạo vội sử dụng lò luyện đan, triệu hồi ra miếng đất vụn tiên phần thổ mới lấy được ở tập trước. Sau đó dẫn động thiên lôi từ trên trời xuống, hành động này là vô cùng liều lĩnh. Thiên lôi không có mắt nên những người trong phạm vi đều bị công kích, Thạch Hạo cũng bị sấm sét giật cho tê người. Cả hai người cùng bạo phát lực lượng cố gắng chống chọi lại sấm sét. Một luồng công kích lớn sáng xuống, ăn trọn chiều này, Thạch Hạo cũng đã bị thương, cơ thể rơi xuống, Thạch Trung Thiên phải xông lên đón đỡ. Đế Sùng bởi vì có tiên vũ chiến giáp trên người nên vẫn thong song, nhưng Thạch Hạo sớm đã chuẩn bị tuyệt chiêu. Hắn ta vừa mới dứt lời thì cậu đã vận dụng sức mạnh tiên phần thủ đánh cho hắn một trận no đòn. Hắn lập tức bỏ phát lực lượng định phản công. Vậy nhưng vào lúc này, một luồng sức mạnh kinh khủng đang nhanh chóng tiến về phía bọn họ. Chưa phân biệt kẻ tới là phe địch hay phe ta, sợ làm ngư ông đắc lợi cho kẻ khác nên hắn ta đành cùng với Nguyệt Thiền rời đi. Đồng thời cũng không quên để lại lời nhắn, sau này sẽ lấy mạng cậu. Thạch Hạo và Thạch Trung Thiền cũng nhanh chóng rời đi. Ngay sau khi bọn họ vừa rời đi thì kẻ địch đã tới. Hóa ra là gốc cây đã bị Thạch Hạo đập trong một trận trước đó. Trải qua trận chiến vừa rồi, tất cả thế lực đều bàn tán xôn xao. Bọn họ thầm đoán lai lịch kẻ đã giao thủ với Đế Sùng chính là thiếu niên tên Hoang mới nổi dậy gần đây. Thạch Hạo và Thạch Trung Thiền đi tới một cái bờ hồ để nghỉ ngơi. Thạch Hạo nằm hôn mê mất vài ngày, vừa mới tỉnh lại, cậu liền cảm thấy tiếc nuối. Nếu vừa rồi có thể vận dụng toàn bộ sức mạnh của tiên phần thổ thì đã giành được chiến thắng rồi. Cậu định trùng tu hóa linh cảnh, tiến hành niết bàn tái tạo bản thân. Đây là cách tìm đường sống trong chỗ chết. Thạch Hạo đã trải qua hai lần suýt chết rồi nhưng cậu vẫn không muốn bỏ cuộc. Liễu Thần từng cho biết một điều rằng chỉ khi mở ra được lối riêng thì mới có thể tung hoành thế gian. Khí phách này làm cho Thạch Trung Thiền cũng phải lên tiếng khen ngợi. Ông lấy ra một bình rượu quý có tác dụng chữa thương. Thạch Hạo vừa uống một ngụm đã suýt sặc lên. Sức lực của rượu quá mạnh nên phải tranh thủ tu luyện, hấp thu sức lực. Thạch Trung Thiền cũng tranh thủ tu luyện, nội thương được khôi phục, bộ dạng của ông bắt đầu có biến hóa, trở về dáng vẻ trẻ hơn. Thạch Hạo nhanh chóng tái tạo xong hóa linh cảnh, cảnh giới nhục thân cũng nâng cao lần nữa, cơ thể như một thanh lợi kiếm. Sau khi ra ngoài, Thạch Trung Thiên thông báo mình mới phát hiện được một gốc từ kim sâm vạn năm, rất có ích lợi với cậu. Thế là hai ông cháu lập tức di chuyển đi tới nơi có bảo vật. Nhưng vừa mới tới nơi thì đã thấy một con thỏ đang ngấu nghiến gốc từ kim sâm vạn năm. Mải mê quá mà không biết có người sắp tiếp cận. Đến khi cậu lên tiếng thì nó mới hốt hoảng bỏ chạy, nhưng chạy đâu cho tắt nắng. Thạch Hạo trách móc con thỏ một trận, nó đúng là quá phung phí của trời rồi. Gốc từ kim sâm đó dù gì cũng là linh dược vạn năm. Cậu dự hù dọa nó một trận, dự định dùng đầu thỏ để nấu món sốt cay. Những lời này làm cho con thỏ sợ mất mật, liên tục cầu xin đừng ăn mình. Thạch Hạo thả con thỏ xuống để nó hóa thành hình người. Thạch Hạo hỏi thăm lai lịch con thỏ, nàng ta giới thiệu mình là Thái Âm Ngọc Thỏ. Nàng ta vừa mới định hù dọa thì cậu đã bộc phát đôi cánh đe dọa ngược lại. Biết người thiếu niên trước mặt là ma vương hoang gần đây liên tục chém giết thiên kiêu nên nàng ta cũng không dám lớn tiếng nữa.
đồ thì cũng ăn rồi, cho nên Thái Âm Ngọc Thỏ cũng sẽ dùng tin tức để bù đắp. Vừa mới nói xong thì đã có hai tên sát thủ Thiên Quốc đã tìm tới nơi. Bọn chúng không cần nói lời nào, đã rút kiếm tấn công Thạch Hậu. Đáng tiếc là lần này, bọn họ chọn nhầm đối thủ rồi. Hai tên sát thủ nhanh chóng bị giết chết. Nhờ vào bùa hộ mệnh nên may mắn không chết. Điều này làm cho Thạch Hậu tức giận. Thế là cậu đuổi theo đến tận bên ngoài giết chết hai tên sát thủ Thiên Quốc. Hành động này chính là đang truyền thông điệp để bọn chúng biết rằng đừng có ỷ vào mệnh phù mà muốn làm gì thì làm. Việc giết người trước mặt tất cả các thế lực khiến cho lão tổ Tần tộc bị mất mặt. Ông ta lập tức đổ lỗi cho Thiên Quốc phái người đi làm loạn. Phía Thiên Quốc cũng yêu cầu Tần tộc cho một cái công đạo. Diễn biến tập phim đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người trong các video sau nhé!